Chào các bạn nha. Hôm nay buổi sáng cũng quay lại chuồng heo của mình cũng như mọi khi nha các bạn. Ở đây thì cái bầy heo con của mình hôm nay mình sẽ cho nó ăn cắm ngâm nha các bạn. Thì sẵn mình quay sơ chia sẻ cho các bạn xem cùng mình cái cách thức nuôi heo của gia đình mình, nếu mà các bạn tham khảo cùng mình cho vui nha. Thì nói chung mình cho nó ăn cắm ngâm cũng đơn giản thôi. Thì cám mình bỏ vào mình ngâm nước, khi nó nở ra nó mềm rồi mình sẽ đổ cho nó ăn nha các bạn. Thì cái bầy heo này của mình lúc trước thì mình cho nó ăn cắm khô, nay nó ăn cứng rồi mình sẽ chuyển qua cám ngâm nha các bạn. Thì sáng mình chưa có ngâm cám nha các bạn, cái xô của mình còn chỉ có nước lạnh rồi thôi, chưa có bỏ cám giờ. Sẵn mình quay sơ qua cái chút mình vào mình ngâm cám. Bầy này cũng vậy nha các bạn, nên mình sẽ ngâm cho nó cái lưu này. Bé heo nái của mình lừa qua đây rồi nha các bạn. Lúc trước thì cái bầy heo con mình bỏ cái chuồng này, nay mình chuyển qua cái chuồng heo thật bên kia đó các bạn. Mình chuyển ra bên đây cho nó rộng rãi hơn. Rồi, để mình đi ngâm cám nha các bạn. Thì mình ngâm cám rồi nó nở xong rồi mình sẽ rồi cho nó mềm lên rồi mình đổ cho nó ăn, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem cùng mình để tham khảo cái cách nuôi heo riêng của mình, các bạn cùng mình xem để mà cho tham khảo cho vui nha. Sáng sớm cái heo của mình đây thì mình không có tắm luôn các bạn, chút trưa mình tắm, giờ sáng nó lạnh đó các bạn. Mình cũng đã ngâm cám rồi nha các bạn. Thì trong lúc chờ đợi cám nở mình cho mấy chú heo nái này ăn trước nha các bạn. Đây. Mình cho những chú heo nái mình ăn hết rồi. Thì khoảng 5 phút rồi các bạn. 5 phút sau thì cám cũng nở rồi các bạn. Nói chung nó cũng mau, nó mau mềm lắm. Thì giờ thôi ăn là thôi, để mình đảo lên mình cho nó ăn luôn nha các bạn. Đây mình ngâm trong cái xô này. Mời ăn lắm các bạn, ngâm nước mềm cho mình khi chế vô là nó sẽ uống hết nha các bạn. Tám bé này thì giờ mình cho nó ăn thêm một cơm nha các bạn, mới đổ vô một ca nhỏ đó nó ăn hết rồi. Đảo hết luôn nha các bạn. Ngâm trong cái lưu này các bạn, mình đảo luôn. Thank you.
Nó từ năm bé là mình cứ múc từ từ mình đổ cho nó ăn các bạn. Từ từ chút nó cũng ăn hết cái lưu này luôn các bạn. Giờ mình qua mình coi cho mấy bé nhỏ ra ăn hết chưa nha. Trong cái lưu này còn chút ít nha các bạn. Đây, các bé nhỏ của mình đã ăn sạch trong máng hết chưa. Giờ còn chút ít trong máng là liếm máng nữa là hết nha các bạn. Xong rồi mình đòi gì ở đây thấy mình quay nó chồm lên nha các bạn, nó liếm máng nha các bạn, còn chút ít trong cái máng đằng kia xíu rồi. Đây là cái bầy heo 5 con tơi này các bạn, mình cũng mới đổ hết vô nha các bạn, mình đổ xong vô hết luôn rồi. Cái lưu mình đổ hết rồi, mình dư là chút ít nha các bạn, tại nãy mình rửa cái máng nước đó, thành ra nó không ăn nữa. Giờ con nào cũng lấy ăn, cái bụng no căng hết rồi mình. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.